lẩu cua đồng, thanh ngọt, dân dã, đậm vị quê hương. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Nấu chuẩn, ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay mình làm lẩu cua đồng. Em là gọi là một fan cuồng nhiệt của riêu cua. Và đặc biệt á, là cái mùa này á mọi người, miền Nam mình thì đâu đó vẫn còn mưa, không trời lạnh lạnh se se. Nấu một nồi lẩu cua đồng xì sụp cùng với cả gia đình thì không còn gì bằng. Đây là một cái nồi nước cua. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 500g thịt cua xay. Mình sẽ sử dụng tổng cộng là 2 lít nước. Chúng ta sẽ chia 2 lít nước ra và cho vào thịt cua hòa tan 2-3 lần để lấy hết phần thịt cua nhé. Phần gạch cua này nó sẽ tạo ra cái mùi thơm rất là đặc trưng của cái phần riêu cua. Chúng ta sẽ chọn cả cua đực và cua cái. Vì cua đực thì sẽ cho nhiều thịt, còn cua cái sẽ cho nhiều gạch. Đặc biệt là trong phần riêu cua thì có rất là nhiều canxi và đạm bổ sung cho hệ xương của mình, nên là các mẹ hãy nấu món ăn này nhiều hơn ở nhà cho các bé nha. Chúng ta nêm vào nồi nước cua này gồm có 2 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto heo, 3 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Chúng ta sẽ khuấy để cho cái gia vị nó tan và mình để yên khoảng chừng 10 phút rồi mình hẳn mắt lên trên bếp nha. Mở lửa giúp cô Tuấn. Chúng ta mở lửa cho đến khi mà mình thấy cái nồi nước bắt đầu lăn tăn sôi lên thì mình giảm lửa. Rồi, trong lúc chờ này thì cô nhờ Tuấn sơ chế các cái nguyên liệu kia. Đầu tiên là cà chua. Cà chua sẽ cắt như thế nào? Cắt muối cao. Đúng rồi, cảm ơn Tuấn. Dạ, và em có một cái cách cắt để mình không cần phải cắt cái phần cùi này quá nhiều. Quá giỏi. Dạ rồi. Xả thì mình sẽ đập dập và sau đó cắt khúc. Mình sẽ cắt lát, bỏ bớt hột ha. Dạ. Rồi, bây giờ cái phần dáng cua nó bắt đầu nổi lên rồi ha. Dạ. Cua đã giảm lửa lại đó. Mình sẽ dùng một cái sạng ha. Mình đẩy phụ những cái phần mà thịt cua ở dưới này lên. Mình đợi cho nó sôi, nó chín cái ván cua thì mình sẽ vớt ra. Nó sôi bùng lên rồi đó, cô sẽ vớt cái phần ván cua này ra. Rất là dày, rất là ngon luôn á. Cho nó vào trong một cái tô. Rồi mình chắc hết nước này ra nha. Dạ. Đó, rồi mình ép nó lại, một chút nó sẽ thành một cái miếng khối bánh cua. Đúng chắc rồi, đúng dạ. rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên trên bếp. Cho khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn. Cùng với lại dầu điều. Rồi, cô sẽ cho xả cây đập dập vô. Cho vào đây hành tím băm, khoảng chừng 1 muỗng canh. Mình phi lên cho thơm. Một quả cà chua đã cắt nhỏ. Chúng ta sẽ chọn cà chua chín nha. Ngoài cái việc mà nó tạo màu đẹp thì cái hàm lượng tiền vitamin A cũng rất là tốt và phù hợp với món ăn này. Cho vào đây phần gạch cua. Mình nhớ lấy gạch cua mỗi khi mà mình làm cua. Mình xào lên như vậy thì cái phần gạch cua nó sẽ thơm. Nó sẽ không có bị cái mùi tanh đặc trưng của nó nữa. Quá thơm luôn á, cô, chứ không phải thơm thường. Rồi, bây giờ cô sẽ cho cái phần xào này vô trong nồi nước cua. Bây giờ thì chúng ta sẽ nêm thêm gia vị vào nồi nước cua này. Sẽ có 2 muỗng cà phê muối, 5 muỗng canh giấm gạo lên men Ajinomoto và 2 muỗng canh nước mắm. Rồi, bây giờ á, mình sẽ cho tiếp phần đậu hũ vô và cho cà chua cắt muối cao vô. Cho một ít ớt sừng cắt lát. Mình sẽ nấu cho cái phần đậu hũ thấm gia vị và cà chua chín thì chúng ta sẽ tắt lửa và mình trình bày ra lẩu là xong các bạn. Rất nhanh chóng chúng ta đã có một nồi lẩu. Ngay bây giờ trên màn hình là mã QR. Chúng ta hãy quét mã và công thức món ăn sẽ hiện ra để thực hiện ngay tại nhà các bạn nhé. Chúng ta sẽ trình bày ra. Và đây là phần mà cô nghĩ là Tuấn thích nhất á. Dạ đúng rồi cô. Là gạch cua, mình sẽ cho gạch cua lên. Mình cho lên đây một vài cọng rau cho có màu sắc. Khi mình ăn thì có thể ăn kèm. Một vài lát ớt lên nữa. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành món ăn ngày hôm nay. Cảm ơn cô vì đã mang đến một bữa ăn vô cùng thanh mát như ngày hôm nay. Nước dùng có màu vàng đỏ nhẹ của màu gạch cua, vị chua nhẹ. Miếng riêu cua chắc, béo ngậy vị cua tươi. Ăn cùng đậu hũ chiên và các loại rau giòn ngọt. Ăn tới đâu, tỉnh tới đó. Nấu ăn phải canh thời tiết và đặc biệt là cuối tuần nữa. Chuẩn bị ngay một nồi lẩu cua đồng thanh mát để thích đãi cả gia đình. Chúng ta có thể thực hiện ngay tại nhà bằng cách là tham khảo công thức trên YouTube, website và fanpage của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chúc các bạn thành công với món ăn ngày hôm nay.